anh này thì chắc là mê gái. Mình gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Thì lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thiệt sự là muốn đi luôn đúng không? Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ông cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ông nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em rụng bụng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói gì em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á nó cũng không có giống Việt Nam, nhưng mà cũng không có hẳn, tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm. Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa gì hả? Ủa gì ba mẹ là người ba có người là Đức? Ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi, em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách. Thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào, thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó, thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy ủa ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời lúc đó em muốn giật cái card lại ra luôn mà hết đường ra hụt hẳn hụt hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Nguyên gặp nhau mấy lần, nhưng mà Nguyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn.
và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi, và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, em ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó, cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó, cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000, nó giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ còn nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Win, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Win đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Win chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em khen điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm đâu. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự, thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó cà phê bệt, mình ngồi dưới đất anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau, thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc ra em thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quất. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá, chắc không sao, đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này.
Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ổng hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em đùng đùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? À, Eric. Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cái tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏi, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Trời chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươn dạ có coi. Nhiều lắm, nhiều trời lắm, ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn vậy đất, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu. Mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội thì em tha thôi, nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó rồi. Eric, Quyên có thật xấu gì không? Dạ anh có tội gian không? Bởi vì Quyên có nhiều thật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi, đây là cơ hội để em vì, nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Và đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn gì nữa? Mê ngủ. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một người giống như con lion đó, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Không nói gì, nếu nói Win không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại. Có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Win bị nứt nẻ. Giống nhảy nhắm. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Rồi qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám cui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên, thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Nguyên, Nguyên muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Nguyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy vậy nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á,
khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn tụi em. Chào anh chị. Thì cái đó vắng nhau cả tuần bắt đầu thấy nhớ. Từ đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông này ông nghiêm túc chứ. Tại vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây là xả em tính hả? Dạ. Trời ơi, té đi em. Em biết cái tính á, cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi, cái này là tin quá nè, đúng tại, không tại em? Tại vì em mới, hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi, cây xả mà trèo xả trèo được. Vô, thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của anh là đúng trèo được. Trèo thế nhảy giò luôn. Anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Có đúng không quý vị không? Dạ. Trời dạ, cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ đến em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ, kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đúng không? Dạ. Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nó nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ, nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Dạ. Mà từ lúc lấy về em tút là mới được vậy. Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì lò xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á. Ủa sao vậy Ân? Dạ, khúc đó thì em nói rồi cho đoạn đó em thất tình. Cho nên là cũng không có chăm chút gì là không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ, không thèm xin số điện thoại luôn anh. Anh cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt á. Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là trở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay gì? Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi, chứ ảnh ít khi nào đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Làm gì á? Và 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi, hãy mở ra thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây, rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần, đề nghị kiếm gã gì đó. Là bạn trai trong tuần không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại, mà em cũng mới thử thăm dò thôi, mà thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao. Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai một tuần? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc.
rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện là anh có hiếu, em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau, dạ, thì điều gì đã xảy ra? Dân hôm đó là gần Tết rồi, bạn này người miền Trung, thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây, thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Từ đêm 30 Tết á, em bóc điện thoại em gọi, và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông hiểu nghiêm túc. Có nghĩa là nói một câu nói của em là 2 năm đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ, khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn, cản trở không? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền, thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền, là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. Tây nữa. Tây nữa, dạ. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt. Còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra, ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là anh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ, có 2 đứa con rồi. À, có 2 cháu rồi hả? Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác hết. Ngay cả thói quen, sinh hoạt cũng có khác khẩu không? Dạ, khác khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu với cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không? Đúng rồi. Dạ, sớm không được. Rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó là hơi kỳ à? Anh thấy vậy. Mà mấy cái đầu tôi ủng hộ, mấy cái đó cầm tay là hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái máy lạnh, không cho lắp chị. Mà trời nóng, thì quá, em gào sao? Quá thì lắp, đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ 1 tháng. Em nói vậy sao 1 tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải 1 tháng. Trời ơi. Dạ. Là các em thích lắp máy lạnh. Em để 1 tháng nào có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Đâu được. Té được rồi đó em. Rồi. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Có còn chuyện gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thồng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái mắt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ. Chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Là đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Em bận có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đem dạ. bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết rồi, chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc chứ, bước 1 là sao, bước 2 là sao. Dạ dạ đúng rồi, đó có khi có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá. Dạ, đúng rồi, đúng này là đã bước 1 không được bước qua bước 2, nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm, đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum, rồi chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum, còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ôi có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó, từ nhỏ rồi đã rồi. Rồi. Là anh nghĩ đây nữa là tin người Phương. Tin người cũng là đức tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến giờ rồi. Thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Không còn. Giúp cho anh số điện thoại nha. Dạ, vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được.
cây xả ở dạ. Tây xả em tính hả? Dạ trời ơi, té đi em. Em biết cái tính á, cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi, cái này là tinh quá nè, đúng tại, không tại em? Tại vì em mới, hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi, cây xả mà trời xả. Em ở miền Trung vô, thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên anh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của anh là đúng treo được. Treo thấy dễ dò luôn. Dạ. Rồi mới trở lại, bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thệ lắm, cực tệ luôn á. Cái bữa nào á bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa đó bữa ăn đó có chuyện ngay. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi, bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á, nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn á anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Còn đang điều điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen. À em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu, nó đâu ra đó. Dạ. Chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là một những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Yeah. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng đó. Mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Yeah. Hôm nay anh có mệt không? Yeah. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy, em thấy em sung sướng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Dạ. Yeah. Cứ mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh nhớ trực lại. Dạ, nhớ trực lại. Dạ. Nói, thôi anh đang làm việc. Thôi không có gọi. Dạ. Không có gọi. Rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy, hoặc gì cháy nhà với lại đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt. Cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Yeah. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Yeah. Đó thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn đó, đó là đi. Đúng, 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 đúng. Đó thì chị không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Dạ. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi. Tại vì nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Cách
Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tinh. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là sắp vợ em phải nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Anh về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Thôi. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Cũng đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố ấy.
đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè, dạ, mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói đã sáng, đã sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng thấy chân dài quá, mình kêu không là... biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi, vậy em đẹp cao quá rồi, sợ có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á, thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không, có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á, thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu bao liền không? Nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ảnh ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa về anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó. Đúng rồi. Cho nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kính dạ, kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo à, kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại mình luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dân chơi. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ có đòi hỏi không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nhìn ở ngoài
trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan, hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, thì ba mẹ của Sơn đó. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu đó. Đúng rồi, nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần, này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Đó. Câu hỏi cái đây là tính cái đỉnh thốt. Ta đang hỏi tật xấu thì cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt. Rồi bây giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ẩm á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Mê đam anh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mà mê đúng rồi khác, đúng rồi đó, đúng rồi hai cái tật xấu nha. Thôi còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà ông tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8/3 đi không có thấy tặng gì hết trơn hết, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi, dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận?
thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh là mề luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà cũng ngưỡng những cái ăn cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Đây nè, đây là cám này đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp đặt. Có. Thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Rồi. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là khỏe. Không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa?
Dạ, tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. À, thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thực sự cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nhớ mà em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi chút rồi em về. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Văn Hiền. Dạ. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77. Dạ. Trời ơi, Thái hơn tuổi em luôn á hả? Hơn tuổi đó. Trời ơi, suốt ngày có kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi ạ. Năm nay em 31 tuổi ạ. Vì nhỏ hơn 12 tuổi gì. Đúng con giáp đó. Đúng vậy. Đây rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào. Gặp nhau lần đầu tiên nó ấn tượng ra như thế nào? À dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Anh Thuận biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu, tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh hello chào em, anh là ca sĩ Du Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 80 tuổi 90 tuổi. Tiệc mừng thọ cái mình nói dạ ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết em ghi cái check lịch lại rồi để em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng tư tới Tết, chưa tới Noel luôn á. Là sao? Tháng 1 bút trước hơn nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em mà anh mời. Cái đó là vậy? Cái cớ thôi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mấy cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy coi như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm sau. Tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá. Cũng sao mà cũng gần tới tháng đó. Mà tới cái ngày đó mới vui. Anh gọi lại cho em, anh check cái giá. Rồi anh nói là bây giờ là em hát như vậy thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh ấy ok em 10 triệu luôn. Trời ơi em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok anh để em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá. Hiểu tham, hiểu tham. Hiểu mà người chỉ đồng ý liền, đồng ý liền. Chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố bị hố. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi. Ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi liền lại. Rồi gọi liền, nhóm trưởng mà. Alo, anh ơi cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi vậy. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, nói thì anh nói sao chứ là anh kêu vô nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok.
thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu nếu lúc đó thì bực bội rồi thì anh kêu giùm đi, có ăn uống trong này cái em mới bịt lại, em mới nói là thấy chưa nói rồi thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi thôi 10 triệu cũng được. Em nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn, anh nói nè con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không, đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm, chở 4 đứa luôn, 7 chỗ lận, mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, trời nhóm em cái gì đâu đấy, thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi, còn có mình em mà. Em nói ủa vậy em ngồi đâu, thì ngồi với anh. Cái em đậm nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Mày cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi. Luôn vậy ngủ. Em ơi, có ăn không nguyên đám xuống ăn. Em nói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống con sóc trăng đi là sợ nói vậy. Sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cái về khách sạn xong mới mời đi tối đi rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, nhóm ơi, đi ăn một. Có trong phòng không em? Im hết, không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chưa bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có đi chung xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về chưa, em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại diễn. Anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Chị thấy bắt đầu làm thấy khó quá. Cô bé này chắc không được rồi. Nên là gắn 4-5 tháng luôn em không gọi luôn. Xong cái mấy tháng sau từ vô tình là người đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này, tôi cãi à. Anh khỏe không? Anh khỏe không? Anh khỏe không? Khỏe không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là lúc tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Chứ lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, để cho bỏ lại cái xẹt. À đúng rồi, anh Thái thử coi không biết anh đang rảnh không. Cậy nhắn đại đi, nói anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời ơi, nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay trời lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh làm gì đâu, mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn, lên xe hỏi anh dẫn em đi ăn ở đâu, em muốn ăn đâu. Em trời sao không được hết á, em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh, anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em qua ốc sáu nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu á. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn đủ cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sô rê mà em bận cái đầm cũng dài cứ kiểu công chúa mà em đi. Mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê kêu mấy nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mấy nhũng dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình. Mình nói nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà đúng không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cu tới tấp luôn chị ơi. Như ông nghĩ bật đèn xanh luôn. Hay sao á. Ông bật tấn công em không chịu nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời anh, con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu. Còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi, không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói, anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi, cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống anh cu Cà Mau rồi này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó, ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói, thôi nhóm em trong phòng đông người lắm. Bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước, ổng vô ổng tắm. Ổng muốn khăn đi đâu. Nó đi đâu hả? Đi ngủ.
Đi ngủ mà nổi. Nó sạch sẽ mọi cái ông kêu thì tối nay có hai cái giường thì em nào bên kia đi anh hứa, anh nói là anh hứa là nó có đụng chạm gì hết á. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăn qua ông cứ lăn qua lại, ông cứ dây rồi cái ông đây nè, ông ấy chứ mình nói chung là nằm kế chứ mình đây buồn nó lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa nó ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời ơi. Lịch sự ghê sợ. Hỏi lại phép đâu. Mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, đúng để không buồn cho ôm. Cái ông gác qua ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà, nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Xong rồi cái là bùng nổ thôi. Rồi cho luôn. Bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi, hả, khi nào cưới có cưới không em bình tĩnh đi bây giờ em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nhé em. Hả, nói vậy thường thôi mà lúc đó là sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục thôi chứ không biết làm, không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như quấn khăn là biết rồi, là quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi. Nóng quá trời, anh mở qua khăn luôn nha. Mở khăn luôn hả? Luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Khi mà người có mời mình thương mà cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi và mình có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi sau cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Luôn, đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, thui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Xấu tính đói. Tính lắm mà. Tại vì em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn ra cho anh là sao. Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với là cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích đến này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi. Tiếp tật xấu nữa đi. Còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng. Anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô cà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa để đi nhậu. Phải cho anh làm tủ tán thôi. Rủ đi nhậu đi. Đi với ai rủ đi uống cà sữa. Rủ à bây giờ ngon mà. Cô ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không? Nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một tính xấu là biết sao, là em rất là thương con. Em muốn cái con em nó gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà nó đâu chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà biết. Mỹ phẩm đi, kinh doanh em nói em không cần làm, một mình em làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cứ hay bực bội lên vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là những vấn đề đó thôi. Rồi bây giờ thưa Phiên ông, đã cô ấy có thật xấu gì không? Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói. Nhưng mà thực sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi. Làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi. Với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi. Nhiều lúc lái xe lái cộ rồi. Nhiều lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Hối tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị thấy như vậy nè.
cái việc mà em mong muốn Vi á không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt, tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được. Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại. Nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi. Đúng rồi. À, cảm ơn hai vợ chồng Như Ngọc Thái và Vi. Cảm ơn. Hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Hồng Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Như Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn quá. chị Hồng Vân và anh Thuận Thuận. Em chứ. Dạ em thôi. Em đi uống cà phê cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao em bị gì nhầm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về cái em mới thấy đẹp trai. Còn bạn? Thông như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em. Mà mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, dặn lên không có đập anh mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói. Bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Ở Cường hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là. đúng Linh Đàn. Đó với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Cường, em là nhân viên dịch vụ công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ, năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có, em thích lắm á. Em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây đó. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi. Sao vậy? Dạ. Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em. Vỗ tay. Dạ. Rồi chuyên. Còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sau. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị hất tình. Xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa á. Xong rồi đem trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66. Là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng. Cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, cũng chạy theo em hoài luôn á. Dạ. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi chứ. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, mặc quần đùi, áo thun ba lỗ. Mình nhìn nhìn con cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặc quần lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này ảnh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà ảnh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hết sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Tại sao ảnh nhắn cả tháng trời á, xong ảnh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhầm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá đúng không? Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp.
À, ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Rồi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào? Dạ, ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần. Rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ, em nói cái anh này á, suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu, mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh, phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh, thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi. Em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đường ai nấy đi, khỏi ăn lạc nữa cho khỏe. Thiệt luôn á. Ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Ngu sao dạ. Đồng ý. Dạ, anh em đủ phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ, trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á, em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Và bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu, đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em, không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền, xong rồi mới làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ, mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, giận lên không có đập anh, mà giận lên là bỏ nhà đi, đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ, ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cỡ lên em xấu hổ chết. Mà anh nói là ảnh lên rồi phải làm. Đúng rồi, đó. Chơi luôn em. Đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng kể. Đó. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi. Xong rồi em năn nỉ, van xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi. Sau vài tuần coi này thấy thích quá, chịu không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy chứ, cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị. Nó nói em không chịu chuồn hết rồi, bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt. Chồng tức thiệt, chi cái chương trình này mà đòi ly dị em. Mà nói em là không thương này nọ, chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không có mấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nó làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau mặt hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau á, vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái cái đinh chừng này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nó nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lắm. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Đó. Trời nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Đó. Xong cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ. Bây giờ đến vạch mặt là chồng, đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đóng luôn á. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó, em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về, chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ ăn. Trời ơi, đi chưa? Anh nhằn sao? Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng nhằn, dân mốt em không làm nữa thử hết nhằn.
đúng không? Chúng ta làm cho ăn mà càng nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Chứ một đống đồ mà mình phải rửa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng rửa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết càng nhằn đó phải không? Giờ hết càng nhằn liền. Rồi còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, em chạy khương như ông già á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm 2 cửa lộn rồi đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì, em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nghéo. Thà là lợi quýnh cách bóp như thế em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu lên, la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như như giờ anh Quốc Thuận nè, Quốc Thuận ngồi cái ngay đây, anh Quốc Thuận có cục mỡ không? Rồi em tự nhiên em dạch mặt anh em. Tại đó em dạch mặt chồng em được rồi. Thì thôi em dạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh đâu có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt lên. Tao rồi. Trời giả man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em gì? Đang vui vẻ, em đang muốn. Dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu ôi dẫu biết đau hả? Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em này là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng lắm. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, chứ em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm, chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh, anh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ sao mà anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc tắt người em, cái em không chịu, em đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút xanh đi ngấy khọt khọt. Không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Mình nãy không mình, được em ngủ, tại vì năn nỉ tí. Anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò, tủi thân dễ sợ luôn. Tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, đúng từ tháng nọ qua tháng kia. Rồi, mà còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bất kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh, xuống kênh, không đâu bất kèn, tin tin. Chạy qua, người ta mà còn quay lại kênh, người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì cầm lên trước là không sao, chứ nào để dẫn lấy chơi, cầm được cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm cái điện thoại kỳ á. Và trong khi đó em là dân công nghệ thông tin, em thích phải coi chứ. Dạ. Dọc máy này nọ. Dạ. Được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc không phải ý em nói là nói chuyện với em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú. Và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Cái gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi. Mà em biết được không nữa. Rồi. Bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Rồi, Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi, giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu, mình tin. Là. Đúng lên đàng hoàng hứa, giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Thôi đó, chứ nghiêm túc hứa là làm được nghe trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính, như dẹp luôn trong cái bớt. bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại, nhưng mà có máy tính để xài tại vì công việc.
Thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu, nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó, rồi, hứa rồi, bây giờ ôm nhau cái đi. Chưa, vợ phải hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi, thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa là kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ vợ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây này sẽ quá lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi thề. Lên rồi. Rồi ok, cảm ơn anh bạn. Cảm ơn dạ em cảm ơn anh chị.